anh không phải là một ca sĩ hay là một diễn viên, cũng chẳng phải là người mẫu, mà cũng càng không phải là một hot boy mà được các bạn trẻ đang yêu mến. Mà anh được các bạn yêu mến là bởi đẹp trai thì anh có, chiều cao anh cũng có, mà công việc của anh là một cầu thủ đá banh. Cái nguồn sức mạnh để cho mình có thể có được cái nghị lực để chiến thắng căn bệnh đó là ở cái môi trường xung quanh. Tú và gia đình thường phải sống xa nhau nên khi có dịp nghỉ ngơi thì Tú thường đi đưa gia đình đi du lịch. Với những người luôn theo dõi và quan tâm đến những bước đường đi của Tú suốt trong những khoảng thời gian qua thì Tú luôn muốn gửi đến họ những lời cảm ơn sâu sắc nhất.